2 giờ. Dạ, vậy là cho từ sáng giờ hả chị? Dạ. Dạ. Không, còn 50 đó. Còn 50 đồng nữa hả? Ừ. Giá 150 rồi lấy 50 rồi. Dạ. Bài bán quần. Dạ. Dạ. Dạ cô nhận được mấy phần hả cô? Có phần mà chở dùng bà cụ đó. Dạ, tại vì người ta khi lớn tuổi chở không được hả cô ha? Dạ. Cái cậu cô nói lại cho cô được phần nữa. Dạ, vậy là cũng đỡ ha. Thường là cô làm gì cô? Cô làm kẹo mà 2 tháng mấy năm cô làm. À. À, vậy là cũng như là bây giờ thì những cái cơ sở kẹo đó cũng tạm ngưng ha cô hả? Cô làm không có tiền cô. Dạ. Cô đã có cho nữa nó dưa. Dạ, vậy cũng đỡ ha. Dạ. Dạ. Lại chở giúp bà cụ với phần bữa nay cái cậu kia mới cho cô. Dạ. Em xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Bến Tre ngày nay. Sáng hôm nay thì em đang ở chợ Bến Tre. Đây là cửa đông ha anh chị ha. Thì trong cái đợt cách ly toàn xã hội như vậy anh chị, thì bà con mình ở Bến Tre nè, những người khó khăn dần, những người bán vé số rồi đó, thì người ta cũng rất là khó khăn anh chị. Người ta không có buôn bán gì được á, nên là cũng như là người ta cũng về cuộc sống thì người ta rất là vất vả. Thì cũng có những mạnh thường quân như vậy nè đó, người ta sẽ phát gạo cho bà con mình ở Bến Tre để những người khó khăn có thể người ta sẽ có cuộc sống nó tương đối hơn trong những ngày mà cách ly toàn xã hội như vậy hả anh chị ha. Thật sự thì bây giờ thì ai cũng khó khăn hết trơn chứ không phải gì riêng gì những người bán vé số. Ai thì cũng buôn bán đồ rất là vất vả, nhưng mà mấy anh mấy chị thì cũng trích ra một phần, dạng như là một phần tiền của mình phân phát lại cho những người khó khăn ở Bến Tre để họ có những cuộc sống nó sẽ đỡ hơn ha. Đây thì là quầy của chị Quý bán thịt bò. Đó, chị hiện tại thì chị đang phát là khoảng 150 phần quà ở cho những người khó khăn ở Bến Tre. Trước tiên thì chị sẽ lựa những người nhận như là thật sự khó khăn á, rồi mình sẽ phát phiếu cho người ta, rồi người ta sẽ đến nhận ha. Có một số người thì dạng như là lớn tuổi quá đi thì sẽ nhờ những người khác đến nhận thay, nhận giùm. Tại vì người ta lớn quá thì người ta cũng xách cũng không nổi nên chị. Đây là mấy chị đang phát gạo cho những người khó khăn ở Bến Tre anh chị. Đó. Đây là em thấy là có gạo nè, có gạo và mì. Đó, thì mấy chị sẽ phát phiếu trước ha. Này là mình phát gạo với phát mì hả chị? Phát gạo với mì được. Dạ. Bữa nay mình phát bao nhiêu phần hả chị ha? 150 phần. 150 phần. Dạ. Gạo, mì, nước tương rồi. Dạ. Đây là gạo. Một bao này chắc cũng được cỡ 10 kg không chị? Bao 50 kg, một bao nhỏ là 5 kg. À một túi nhỏ vậy là 5 kg hả? 10 kg. À 10 kg. Bao lớn 50 một bịch. À một túi 5 kg. Dạ. Vậy là cũng như là mình sẽ phát cho bà con mình là một người vậy là một phần 5 kg gạo với bao nhiêu gói mì á? 12 gói mì với bình đường. Dạ. Vô không kịp. Dạ. Hết đường rồi giờ chỉ còn sót. Dạ. Cho ăn nước tương. Cho ăn nước tương bột ngọt nữa. Dạ. Đi mấy bà lớn tuổi đi không nổi á. Dạ. Cho vậy đó. Dạ. Dạ. À, chị này cho này chị Quý. Của chị Quý. À. Vậy là cũng như những phần quà này là ở trong chợ mình cho hả chị hả? Chị Quý là tiểu thương trong chợ cho. À tiểu thương trong chợ. Dạ. Đợi lấy cái này là thì mình cũng của ít lòng nhiều anh chị á, để cho những bà con mà khó khăn ở Bến Tre mình á, người ta nói chứ thật sự thì bây giờ không có buôn bán vé số rồi đó, nên là bà con mình cũng khó khăn lắm, nên là có được những phần quà vậy người ta cũng rất là quý. Không có bán được, quý lắm. À, chú Lu có nhận được phần nào chưa? Có rồi hả? Rồi. Chú Lu nãy nhận được cái gì nè? Gạo với đường bột ngọt. À, vậy là cũng đủ phần quá ha. Đúng rồi. À, còn chú cũng đến nhận gạo hả chú? À, cho con mượn cái phiếu coi thử ra chú. À, đây là phiếu phát gạo của quầy thịt bò Hùng Quý nè anh chị. Đó. Đó. À, chú ở đâu lần chú? À, vậy là mình đến nhận giùm hay sao mà thấy nhiều quá vậy? Dạ. Còn như là anh chị chỉ hỗ trợ thôi hả anh chị hả? Dạ. Cái vô trong nhà này, trong nhà không ạ? Dạ dạ. Nói thật sự thì những phần quà nó tuy rằng nó nhỏ nhưng mà bà con mình thì giờ ai cũng quý hết trơn ha. Ủa ít lòng nhiều hả? Dạ. Với nhau cho vui. Dạ. Ủa thì hết cái... Nói chứ tại vì bây giờ anh biết sao không, đang lúc mà khó khăn như vậy thì mình cũng khó khăn nữa. Dạ. Chứ không phải là người khó khăn, người nghèo không. Nhưng mà mình chia sẻ phần nào thì chia sẻ. Dạ. Em thấy thì ở Sài Gòn thì người ta làm nhiều lắm, mà còn ở Bến Tre mình nó chứ giờ ai cũng khó khăn quá, người ta làm ít thôi anh, không có làm nhiều được nữa anh. Ở trên Sài Gòn em thấy có cái máy ATM mà nó phát gạo cũng rất là hay. Dạ, nhưng mà nó hay lắm nha, chỉ có người khó khăn mới nhận được nha, còn có người mà dạng như là hơi khá khá là nhận nó không có phát. Dạ đúng rồi, nó hay lắm. Có cái máy này. Làm thẻ em cho luôn ha. Dạ, tại vì cái đó là đang cái mùa dịch này nó phát như vậy nó sẽ hay hơn. Em thấy chị cho tiền chứ khỏi cho gạo đúng không? Dạ, không phải chị, cái máy ATM đó là nó phát gạo chứ không phát tiền. Cái chị tài trợ không trả không tan ra rồi sao nó thấy chị. Không luôn. Có tấm lòng được rồi chứ càng nhiều phải cho thấy mặt đúng không? Dạ, dạ cũng đúng rồi chị. Có tấm lòng được rồi. Dạ. Anh nói kia cho như là không được tiền tay tay qua. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Tiếp rồi chứ. Dạ. Đây là những bao gạo này là 5 kg anh chị ha. Còn bên trong đây là mì. À, mì này là mì gấu đỏ nè. À, anh chị có phát thêm đường và nước tương nữa, nhưng mà tại vì bây giờ mình làm không có kịp. Xe đang chở lại. Xe đang chở lại. Dạ. Xe này đang chở lại. Dạ. Cho đông đóng nhiều hơn cho những người càng khó khăn hơn. Dạ. Đi không được thì cho nhiều hơn. Dạ. Đây là những phần quà mấy anh vô sẵn nè. Cái này là đây là xe vận chuyển đường, bột ngọt và nước tương anh chị ha. Để mấy anh chị sẽ phát cho những người khó khăn. Ở Bến Tre thì cũng có một số người ta cũng rất là tốt anh chị, cũng giúp cho bà con mình trong những lúc khó khăn như vậy nè, của ít lòng nhiều thôi. Lạnh lạnh đi uống đã. Cái này là những người mà thật sự khó khăn á, cái anh chị mình sẽ phát phiếu anh chị, phát phiếu cho những người đó ha, người ta đến ta nhận, chứ mà cũng là không có phát cũng như là mình phải hiểu rõ người ta như thế nào mình mới phát, toàn là người khó khăn thôi. Đa phần là những cô chú bán vé số ở chợ Bến Tre này nè. Hôm nay thì anh chị phát tổng cộng là 150 phần quà. Nhiều quá sao cô vác cho hết, quá trời nhiều luôn. Dạ chân xe kìa, xe tuy rằng nắng nôi nhưng mà mấy anh chị thì cũng phát cũng rất là vui anh chị. Nói chứ mình cũng giúp được cho những người khó khăn á, một tí phần nào á thì ai cũng rất là vui ha. Vậy là bây giờ cũng gần hết rồi hả chị? Chờ nãy giờ. Dạ vậy là cho từ sáng giờ hả chị? Dạ. Không, còn 50 nữa. Còn 50 phần nữa hả? Ừ. Lát 50 rồi lấy 50. Dạ. Vậy là hôm nay mấy này chị có bán không chị hả? Bán thịt bò này. À chị vẫn bán bình thường. Dạ. Cho tổng sự quản lý la với kèo này cho. À. Nói chứ ở ngoài đây thì mình cho được những bà con mà người ta khó khăn á chị, người ta thấy người ta cũng quý á chị. Tại vì bây giờ đâu có ai ta đi buôn bán được đâu chị. Đâu ai bán buôn được. Dạ. Dạ. Rồi hiện nay thì chị có dự định là mình sẽ phát thêm cho bà con mình không chị? Em cũng cho cái xã huyện rồi, F3, F4 để cho mỗi người bao 100 kg. Dạ. À vậy là nhưng mà ở chợ mình đây chị có dự định mình sẽ phát thêm không á chị ha? Dạ, tháng 7 bây giờ tiếp. À cũng như là mình dạ. 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 Giúp đỡ thêm còn em cho. Anh cũng có đó hả? Dạ. Tháng 7 tháng 10. Dạ. Dạ rồi em cũng chúc chị mua may bán đắt để thí dụ như mình đang có tiền nên mình sẽ phát cho bà con nữa nha chị nha. Bà con giúp đỡ mấy người nghèo. Dạ, dạ rồi cảm ơn chị. Thì ai người ta đến người ta cũng nhận một bao gạo và nước tương nè và dạng như là đường. Cô này nhận em thấy nhận phải mấy phần luôn nè. Đó, 2 bao gạo. Đây là cô này được 2 bao gạo nè. Dạ cô nhận được mấy phần hả cô? Có phần mà chở dùng bà cụ đó. Dạ tại vì người ta nhiều khi lớn tuổi chở không được ha cô ha. Dạ. Cái này hậu mới lại cho cô được phần nữa. Dạ vậy là cũng đỡ ha. Cô cảm ơn dạ. Cô nhiều lắm. Dạ. Vì con biết sao 2 tháng mấy nay không có làm một bài. Dạ. Nhưng mà thường bình thường là cô làm gì cô? Cô làm kẹo mà 2 tháng mấy nay không có làm. À. À vậy là cũng như là bây giờ thì những cái cơ sở kẹo đó cũng tạm ngưng ha cô hả? Không có làm, không có tiền con. Dạ. Cô đã có cho nữa nó dưa. Xài. Dạ vậy cũng đỡ ha. Cô dạ. Dạ. Trời chở giúp bà cụ kia thằng bữa nay cái cậu kia mới cho cô. Dạ. Nói chứ nhiều khi của ít lòng nhiều mình đến mình nhận một ít vậy nó cũng quý ha cô ha. Dạ. 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 Nói chứ giờ tình hình bây giờ con thấy thì ai cũng khó khăn hết á. Mình có dạ. Nhiều khi nói chứ mình khó khăn ít nhưng mà người ta buôn bán những cơ sở người ta làm khó khăn còn nhiều hơn mình nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn ở đây nhiều dữ lắm. Dạ. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ. Cũng như cô này là cô chở là được nhận được 1 phần quà từ chị Quý nè. Rồi có một người cho nữa. Rồi mình sẽ nhận phiếu rồi mình sẽ chở giùm cho một bà cụ nữa. Dạng như người ta lớn tuổi quá thì người ta cũng không có đến nhận được nữa anh chị, rất là khó khăn. Thì video của em giờ sẽ tạm dừng tại đây nha. Em cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của em ha. Hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.